quý vị và các đồng chí, để thực hiện hóa các mục tiêu nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã và đang đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành mọi nguồn lực thúc đẩy công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, gắn với mục tiêu xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an Hưng Yên mẫu mực vì nhân dân phục vụ. Trong chuyên mục An ninh Hưng Yên kỳ này, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để chuyển tới quý vị và các đồng chí phim phóng sự những dấu ấn trong thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị ở Hưng Yên. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Để chủ động thực hiện có hiệu quả nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, cấp ủy, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chung sức đồng lòng, chủ động cùng vào cuộc với lực lượng công an. Nghị quyết đã được triển khai rộng khắp, toàn diện, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng công an Hưng Yên có đủ sức mạnh, tiềm lực đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an, gọi tắt là ban chỉ đạo 789. Đây là một trong những chủ trương tạo sự đột phá về xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng công an ba cấp với phương châm hướng về cơ sở, mạnh từ cơ sở, bám cơ sở. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Công an tỉnh Hưng Yên đã tạo được nhiều dấu ấn tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hết sức quan tâm và rất quyết liệt trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các đề án, phương án về kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, triển khai thành công nhiều phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lực lượng công an các cấp. Từ đó tạo được sự thông thoáng, liên thông, liên kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đáp ứng các cái nhiệm vụ công tác, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin vào trong các mặt công tác công an, Công an tỉnh đã xây dựng rất nhiều các cái phần mềm có liên quan, như là phần mềm gửi nhận văn bản trong nội bộ, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm theo dõi thi đua khen thưởng, phần mềm quản lý cán bộ đảng viên. Từ những cái phần mềm này đã phục vụ rất có hiệu quả cho cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu, công tác quản lý của Công an tỉnh, đã tiết kiệm được thời gian và chi phí cho hoạt động các cái hoạt động nghiệp vụ có liên quan đến công tác công an. Xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là chủ trương lớn của Bộ Công an, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Công an phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Cấp ủy, hệ thống chính trị cơ sở đã bám sát mục tiêu, đồng hành cùng lực lượng công an phường đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Qua đó, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Với vai trò trách nhiệm của mình thì lực lượng công an thành phố Hưng Yên cũng luôn làm tốt cái công tác tham mưu cho thành ủy, ủy ban thành phố ban hành các cái chỉ thị, các cái nghị quyết, các cái kế hoạch về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố. Thực hiện nghị quyết 12 thì Công an thành phố Hưng Yên luôn có sự chung sức đồng lòng, giúp sức của đông đảo các cái tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên bằng những cái việc làm và những cái hoạt động cụ thể, như là nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố duy trì các cái mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, như mô hình 5 xã ven sông không có ma túy, mô hình camera giám sát an ninh, mô hình cổng trường đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mô hình cái tuyến đường kiểu mẫu về văn minh đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 11 ngày 28 tháng 1 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã, phường, thị trấn đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, thế thì ngoài cái sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an thì chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện rất lớn từ cấp ủy chính quyền địa phương và các quần tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn. Cụ thể thì hàng năm thì chúng tôi cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó thì có chỉ đạo các ngành các cấp rất rõ, rất cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của từng ngành trong cái việc phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Xác định xây dựng chi bộ công an xã, thị trấn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, cử cán bộ trao đổi với cấp ủy địa phương về chủ trương thành lập các chi bộ công an xã, thị trấn, cơ cấu đồng chí trưởng công an xã, thị trấn tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn. Với cách làm nghiêm túc, bài bản, hiện toàn tỉnh có 147 trên 147 xã, thị trấn đã thành lập được chi bộ công an xã chính quy, 147 trên 147 đồng chí trưởng công an xã, thị trấn tham gia cấp ủy địa phương. Nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, thi tuyển điều tra viên đối với các đồng chí công an xã, thị trấn đủ điều kiện. Các đồng chí được bổ nhiệm điều tra viên đều là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác điều tra, trinh sát, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã bố trí điều tra viên tại 147 trên 147 công an xã, thị trấn với tổng số 169 đồng chí. Hàng năm chúng tôi rà soát, cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như là tạo nguồn để cán bộ chiến sĩ phát huy được tốt cái năng lực sở trường, đáp ứng tốt cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Qua 2 năm thực hiện, lực lượng công an huyện đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là nhân dân. Từ đó đã tạo ra cái hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, trong cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, thế và tạo cái tiền đề cho huyện thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế của huyện nhà. Thông qua việc xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động nắm, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với cả ban quản lý của khu đô thị, là chúng tôi phát trên cái hệ thống loa chung của cái khu vui chơi đó, là yêu cầu người dân đến khi đến vui chơi, thứ nhất là cảnh giác với các đối tượng chen lấn xô đẩy, rất dễ xảy ra là mất móc túi này, mất đồ này. Thứ hai là tình trạng để xe, đặc biệt là xe máy, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho chính quyền cũng như là phối hợp với khu đô thị làm sao cho phải có chỗ để xe đủ an ninh an toàn cho người dân đến tham gia vui chơi, tránh cái tình trạng là xe cứ để ngoài vỉa hè, sau đó là một thời gian rất lâu mới quay lại thì rất dễ để các đối tượng lợi dụng sơ hở lấy mất tài sản đó. Thì tất cả các điểm, chẳng hạn như là bến xe buýt, các khu vui chơi công cộng, thì chúng tôi cũng gắn rõ những cái biển cảnh báo đề phòng trộm cắp tài sản, móc túi. Để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn. Hiện có 5 trụ sở công an xã đã bàn giao đưa vào sử dụng, 46 xã, thị trấn đã khởi công xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã, thị trấn. Công trình trụ sở công an các xã Nghĩa Trụ, Long Hưng và Xuân Quan đi vào hoạt động đã thể hiện được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn dân tới lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa. Với phương châm tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, Công an tỉnh Hưng Yên đã ghi dấu với nhiều việc làm cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm rõ rệt. Trách nhiệm và tận tình của lực lượng công an xã Long Hưng thì tôi thấy là trên địa bàn xã Long Hưng 7 thôn trật tự an ninh được đảm bảo, đem lại cái cuộc sống bình yên cho bà con, không có gì xáo trộn, cũng như cái sự hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh tế thị trường của cộng đồng dân cư bà con là được đảm bảo. Triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rất bài bản,
và cái sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, ủy ban dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thì chúng tôi tin tưởng rằng là lực lượng công an Hưng Yên thực hiện được đúng các cái yêu cầu, mục tiêu của đề án về xây dựng lực lượng công an tỉnh Hưng Yên thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai mạng máy tính diện rộng của Bộ Công an đến 147 trên 147 công an xã thị trấn. Lực lượng công an cơ sở tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa, lưu trữ điện tử, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và dịch vụ công điện tử. Đây là một trong những chủ trương mang tính đột phá chiến lược trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục An ninh Hưng Yên kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin khép lại tại đây. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp thực hiện. Biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.